5 thói quen xấu làm hại da. Đôi khi trong cuộc sống, một số thói quen vô tình có thể gây hại da, theo thời gian sẽ dẫn đến tình trạng lão hóa da nghiêm trọng, thậm chí là hình thành nếp nhăn, vết nám. Khi nghe đến tổn thương da, bạn có thể nghĩ đến nếp nhăn, da chảy xệ và các vết nám. Những thay đổi trên da này là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Nhưng nhiều thói quen xấu gây hại da có thể dẫn đến tổn thương da và đẩy nhanh quá trình này. 1. Tổn thương da là gì? Tổn thương da là những thay đổi khiến da không thể thực hiện được chức năng của mình. Da không ngừng tự đổi mới. Nhưng khi chúng ta già đi, tế bào da không thể đáp ứng kịp nhu cầu. Chúng tạo ra ít collagen hơn, những loại protein giữ cho da săn chắc. Và sự kết nối giữa các protein này bắt đầu lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng da chảy xệ. Các mao mạch trên da cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến dễ bị bầm tím. Về mặt kỹ thuật, lão hóa da không phải là tổn thương. Đó là một quá trình tự nhiên do những yếu tố không thể thay đổi như di truyền, hormone và sự trao đổi chất. Nhưng một số thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày cũng là nguyên nhân góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa. 2. Thói quen nào gây hại da? Không chú ý chống nắng. Nhiều cô gái dù chăm sóc da rất tốt nhưng lại làm ngơ trước bước chống nắng quan trọng nhất. Có hai loại tia cực tím có thể gây tổn thương cho da là tia cực tím sóng dài, UVA, và tia cực tím sóng trung bình, UVB. Tia UVB sẽ tập trung trên bề mặt da, gây đỏ da, cháy nắng và thậm chí là ung thư. UVA có thể xuyên qua các tòa nhà, thậm chí cả quần áo và đến lớp hạ bì, không chỉ làm đen da mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Vì vậy, nếu chống nắng không đúng cách sẽ khiến da bị sạm, nhanh lão hóa và dễ xuất hiện nếp nhăn. Để chống nắng hiệu quả, bên cạnh việc lựa chọn kem chống nắng phù hợp, bạn cũng cần sử dụng biện pháp chống nắng vật lý như đội mũ, che nắng, đeo kính râm. Thích tắm nước nóng. Nhiều người thích dùng nước nóng để tắm. Tắm nước nóng có hại cho da, đặc biệt nếu nhiệt độ nước vượt quá 40 độ và thời gian tắm lâu. Vì tắm nước nóng lâu, một lượng lớn độ ẩm trên da sẽ dễ dàng bị mất đi, gây khô da và khiến da bị tổn thương. Sau khi tắm nên dùng khăn lau nhẹ nhàng độ ẩm trên bề mặt da, tránh lau quá mạnh làm tổn thương lớp sừng bảo vệ da. Thức khuya lâu ngày. Nhịp sống hiện đại khiến nhiều người thức khuya hơn. Nếu thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ trầm trọng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe làn da, khiến da xỉn màu, thiếu sức sống. Muốn làn da khỏe mạnh, căng bóng thì bạn nên ngủ đủ giấc, tránh thường xuyên thức khuya, tốt nhất nên đi ngủ trước 23 giờ mỗi ngày. Không tẩy trang trước khi đi ngủ. Làm sạch da kỹ lưỡng là bước đầu tiên để có làn da đẹp. Bởi bụi bẩn bám trên mặt chúng ta không chỉ là các chất bài tiết mà còn cả các hạt bụi trong không khí hay các hóa chất từ bên ngoài. Tẩy trang là một phần của quá trình làm sạch da. Nước tẩy trang có thể làm sạch lớp trang điểm và bụi bẩn mà sữa rửa mặt không thể loại bỏ, giữ cho da sạch sẽ, tránh mụn đầu đen và mụn trứng cá trên da. Nhưng nhiều chị em ban ngày trang điểm để đi làm, tối về nhà mệt mỏi, đi ngủ mà không tẩy trang, cách làm này rất sai lầm. Không tẩy trang, theo thời gian, cặn bẩn tích tụ chắc chắn sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông và ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da. Không thích dưỡng ẩm. Một số người chỉ sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm khi da bị bong tróc. Cách làm này là sai lầm và dễ dẫn đến nhiều vấn đề về da. Thực tế, việc dưỡng ẩm cần được thực hiện quanh năm và là khâu quan trọng nhất trong mọi quá trình chăm sóc da. Khi thực hiện cũng cần lưu ý, kem dưỡng ẩm nên được thoa trong vòng 3 phút sau khi rửa mặt khi da vẫn còn ẩm. Nếu đợi đến khi da khô rồi mới bôi, các hoạt chất của sản phẩm dưỡng da sẽ khó được da hấp thụ, khiến da tiết nhiều dầu hoặc thô ráp. Ngoài ra, cần uống nhiều nước hơn để bổ sung độ ẩm cần thiết cho da, điều này sẽ giúp loại bỏ độc tố, rất hữu ích cho sức khỏe của làn da. Nội dung khác. Top 10 loại thực phẩm và đồ uống gây hại da. Dinh dưỡng gắn liền với sức khỏe làn da và cần thiết cho mọi quá trình sinh học của da, nhưng nhiều loại thực phẩm cũng có thể gây tổn thương da. 1. Vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe làn da. Làn da khỏe đẹp không chỉ bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của môi trường bên ngoài mà còn mang tính thẩm mỹ nhất định. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da, bao gồm di truyền, tuổi tác, hormone, các tình trạng bệnh lý và đặc biệt là chế độ dinh dưỡng và lối sống. Vì vậy, một chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể và cũng là chìa khóa cho sức khỏe làn da. Để có làn da đẹp, bạn phải bắt đầu việc nuôi dưỡng từ bên trong. Ăn uống cân bằng và đúng cách sẽ nuôi dưỡng làn da mềm mại, sáng mịn không tì vết. Chế độ ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt,
Thực phẩm giàu omega 3 và thịt nạc hoặc cá và uống đủ nước rất có lợi cho da. Ngược lại, một chế độ ăn uống nghèo nàn, thất thường, thiếu dinh dưỡng có thể gây viêm, làm tổn thương collagen và khiến da nhanh lão hóa hơn. 2. Những loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe làn da. Nhiều loại thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất rất có lợi cho da, nhưng một số loại thực phẩm cũng có thể tác động tiêu cực tới làn da và có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng hiện có như mụn trứng cá, bệnh vẩy nến, bệnh chàm. Những thực phẩm này bao gồm đường, đường gây viêm và tác động tiêu cực đến da. Ăn nhiều đường sẽ thúc đẩy sự gia tăng các gốc tự do trong cơ thể, dẫn đến tổn thương oxy hóa làm quá trình lão hóa da diễn ra nhanh, da mất độ đàn hồi, giảm sản xuất collagen, khô da và hình thành nếp nhăn. Muối, chế độ ăn mặn, nhiều muối sẽ tác động tiêu cực đến làn da, làm da mất nước, xỉn màu, xuất hiện bọng mắt và quầng thâm. Tiêu thụ quá nhiều muối cũng tác động đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Rượu bia, rượu và đồ uống có cùng tác động tiêu cực đến làn da bằng cách thúc đẩy quá trình lão hóa nhanh, khiến da mất nước và lão hóa nhanh. Nước ngọt và đồ uống có ga, nước ngọt có ga và các loại đồ uống có hàm lượng đường cao khác có thể làm hỏng quá trình hình thành collagen, mô liên kết giữ cho làn da săn chắc. Ngoài ra, nước ngọt thường chứa chất làm ngọt và màu nhân tạo. Tiêu thụ nhiều dễ bị mẩn đỏ, ngứa và sưng da, chưa kể các tác hại sức khỏe khác. Cà phê, uống cà phê vào buổi sáng khiến bạn tỉnh táo hơn nhưng cũng làm tăng nồng độ hormone căng thẳng cortisol, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng tiết dầu và gây ra mụn trứng cá. Do đó không nên lạm dụng cà phê. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, chỉ số đường huyết GI là một giá trị được xếp hạng theo thang điểm từ 0 đến 10 không, được sử dụng để đo lượng thực phẩm cụ thể làm tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm có GI thấp, 55 trở xuống, ít có khả năng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu hơn thực phẩm có GI trung bình, 56 đến 69 và GI cao, 70 trở lên. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn thực phẩm có GI cao như bánh mì trắng, mì ống, khoai tây, thực phẩm chứa CRB tinh chế có nguy cơ phát triển mụn trứng cá cao hơn. Thực phẩm có GI cao cũng có thể gây lão hóa mô sớm dẫn đến sự xuất hiện sớm của nếp nhăn. Thực phẩm chiên rán, thực phẩm chiên và những thực phẩm được chế biến bằng chất béo chuyển hóa thường chứa cytokine, chất gây viêm và được biết đến là nguyên nhân khiến làn da đỏ và nổi mụn, tạo môi trường thuận lợi cho mụn hình thành. Thịt nướng cũng có thể gây hại cho làn da, đặc biệt nếu thịt được tẩm ướp quá nhiều muối hoặc nước sốt đã qua chế biến. Nướng thịt ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra phản ứng hóa học giữa chất béo và protein, tạo ra một hợp chất gọi là sản phẩm cuối của quá trình glycation hay A-dịch. A-dịch có liên quan đến stress oxy hóa và viêm nhiễm khiến da dễ bị kích ứng, xỉn màu và nhăn nheo. Bột whey protein là thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn uống, nhưng các nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêu thụ whey protein và mụn trứng cá ở các vận động viên nam cũng như mối tương quan giữa mức độ nghiêm trọng và thời gian bùng phát mụn ở những người sử dụng thực phẩm bổ sung whey protein. Thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi, phù hợp với túi tiền nhưng không tốt cho da, đặc biệt là người bị mụn. Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều thành phần thúc đẩy tình trạng viêm da, chứa nhiều chất béo không lành mạnh và chứa nhiều đường tinh luyện, không có lợi cho da. Nội dung khác: các nguyên nhân gây suy giảm sức khỏe làn da. Sau 30 tuổi, những thay đổi về kết cấu da bắt đầu trở nên rõ nét. Sự phá hủy và giảm tổng hợp collagen và elastin là sự giàn hồi của da suy giảm. Da khỏe là làn da mịn, đều màu, căng chắc, có độ ẩm tốt, chịu được tác động của các yếu tố bên ngoài và không có bệnh đang hoạt động. Làn da này đảm bảo chức năng tối ưu của nó với lớp thượng bì hoàn hảo, có quá trình đổi mới, sửa chữa đều đặn và liên tục, không sản xuất bã nhờn, không bị viêm, không bị khô và đặc biệt là không nhạy cảm. Nếu bạn may mắn có làn da như trên thì có thể không cần can thiệp hoặc nếu có thì chỉ nên bảo vệ nó trước các tác động bất lợi bên ngoài, tai nạn, bỏng, xăm, vi trùng và bên trong cơ thể, dinh dưỡng kém, bệnh lý hệ thống, phản ứng miễn dịch dị ứng. Nhưng nếu da không có những đặc điểm như mô tả trên thì đó là một làn da đang biến đổi và suy giảm. Bạn cần có một kế hoạch hoàn chỉnh cho việc phục hồi sức khỏe làn da. Trong đó phải hiểu làn da của mình đang bị yếu tố nào gây suy giảm sức khỏe làn da để phòng tránh và điều trị trước. 1. Thế nào là suy giảm sức khỏe làn da? Trong giai đoạn từ 10 đến 30 tuổi, bạn thấy làn da mình biến đổi. Da sản xuất nhiều bã nhờn hơn, có người rất nhiều.
Quá trình viêm diễn ra một cách thường xuyên dẫn đến những thay đổi về sắc tố da. Lỗ chân lông thường giãn rộng, nhất là hai má phía dưới mắt và cánh mũi. Kết cấu của da cũng không đồng đều, gây cảm giác sần sùi khi sờ vào. Lớp thượng bì cũng có sự bất thường, sự thay đổi mới của tế bào diễn ra có thể ngắn hoặc dài hơn và đặc biệt là có bệnh về da đang hoạt động. Sau 30 tuổi, những thay đổi về kết cấu da bắt đầu trở nên rõ nét. Sự phá hủy và giảm tổng hợp collagen và elastin là sự giàn hồi của da suy giảm. Thể hiện ra bên ngoài mà ta có thể nhìn được chính là dấu hiệu của lão hóa, xuất hiện các nếp nhăn, chảy xệ. Sự sụt giảm glycosaminoglycan dẫn đến da không còn căng bóng và ẩm. Chức năng bảo vệ của thượng bì suy giảm mạnh, quá trình viêm diễn ra thường xuyên và xuất hiện nhiều chứng bệnh về da như nám, dày sừng ánh sáng, dày sừng da dầu, viêm da tiết bã. 2. Nguyên nhân nào gây suy giảm sức khỏe làn da? Có nhiều nguyên nhân gây suy giảm sức khỏe làn da. Chỉ khi bạn được xác định rõ yếu tố nào đang gây tổn hại da, bạn mới có được kế hoạch phục hồi sức khỏe làn da một cách hoàn hảo và đỡ tốn kém. Các yếu tố này bao gồm: có sự bất thường ở nang lông và tuyến bã, gây nên sự tiết dầu quá mức. Có sự tác động của ánh nắng tới các tế bào da, trong đó có gây nên sự bất thường trong chức năng của tế bào sắc tố. Quá trình viêm của da diễn ra quá dài do mụn, do các kỹ thuật điều trị, do kích ứng của các thuốc điều trị, do những tiếp xúc dị ứng, thậm chí do những biến chứng của các thủ thuật trẻ hóa da hay phẫu thuật thẩm mỹ. Có sự lạm dụng của các thuốc mà điển hình là sử dụng kéo dài corticoid bôi. Ngoài ra còn có sự tác động của các thuốc mà vốn được sử dụng để điều trị các căn bệnh của cơ thể nói chung. Các bệnh nan y như bệnh hệ thống, bệnh rối loạn hay tổn thương hệ miễn dịch, thậm chí yếu tố gen cũng tham gia vào việc gây suy giảm sức khỏe làn da. Các bệnh này thực sự khó kiểm soát. 3. Phục hồi sức khỏe làn da như thế nào? Sau khi xác định được các yếu tố ảnh hưởng hại tới làn da, chúng ta cần thiết lập kế hoạch phục hồi làn da một cách chi tiết. Kế hoạch bao gồm các bước theo trình tự sau. Bình thường hóa bề mặt da, đây là bước đầu tiên, bao gồm làm sạch da, tẩy da chết, cân bằng pH và độ ẩm, kiểm soát dầu. Bước này giúp da trở thành trạng thái không gây ra các rối loạn khi thực hiện các bước tiếp theo của phục hồi da. Tăng sự đổi mới của lớp thượng bì, bước này giúp tăng khả năng đổi mới của thượng bì để phục hồi và duy trì hàng rào chức năng, bình thường hóa màu da và sắc tố. Tùy tình trạng thực tế mà các mỹ phẩm hay sản phẩm trị bệnh da đặc hiệu sẽ được sử dụng. Các sản phẩm có thể dùng đơn độc hay kết hợp tùy theo tình trạng da và bệnh lý đang hoạt động tại vùng da đó. Điều hòa sự ổn định của da, bước này vừa điều hòa, vừa kích thích tăng sinh và vừa sửa chữa, kiểm soát chức năng tế bào cả lớp thượng bì và trung bì. Kích thích làn da, sau khi làn da đã khá ổn định, có thể tiến hành các kích thích để phục hồi tối đa sức khỏe làn da. Lợi ích của việc kích thích là lớp trung bì tăng sản xuất collagen và giảm hoạt động của enzyme phân hủy collagen, collagenase, làm da dày chắc và đàn hồi tốt, tăng glycosaminoglycan giữ ẩm làm da căng. Sửa chữa rối loạn sắc tố da, y khoa chữa tăng sắc tố da bằng cách thức ức chế tổng hợp melanin ở tế bào hắc tố và tăng cường đào thải sắc tố trong tế bào sừng, và sau đó là tăng cường bảo vệ da tránh kích thích tế bào hắc tố hoạt động do ánh sáng mặt trời. Dưỡng ẩm và làm dịu da, sản phẩm dưỡng ẩm cơ bản là đệm phức hợp của nước, lipid và protein ở vùng gian bào giữa các tế bào sừng có tác dụng làm dịu, chống viêm, chống oxy hóa và sửa chữa DNA. Tránh nắng và chống nắng bằng các phương pháp vật lý và hóa học, che chắn để không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng luôn ưu tiên. Da ổn định, thượng bì sẽ có khả năng chống chịu nắng tốt hơn và phòng tránh được ung thư da khi có tuổi. Trên đây là những nguyên tắc phục hồi sức khỏe làn da. Tuy nhiên, những tình trạng da khác nhau thì cũng áp dụng khác nhau bằng cách tập trung vào một bước cụ thể nào đó. Nội dung khác. Sai lầm khiến chăm sóc da mãi vẫn không đẹp. Chăm sóc da giúp da mềm mại hồng hào là điều mà các chị em hướng tới. Tuy nhiên, khá nhiều người sử dụng sản phẩm chăm sóc da và cũng rất tốn tiền nhưng da vẫn không đẹp như mong muốn. Nguyên nhân do đâu và cách nào khắc phục? 1. Chọn sai mỹ phẩm chăm sóc da. Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da. Tùy thuộc type da khô, da dầu hay da hỗn hợp, sẽ có sản phẩm chăm sóc, dưỡng da phù hợp. Đối với da khô là làn da rất nhạy cảm, vì thế bạn cần lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp với da khô, có bổ sung các chất dưỡng ẩm và không chứa các chất tẩy rửa cao hoặc thành phần có nhiều dầu hydro hóa. Đối với da dầu sẽ dễ bị mọc mụn, dễ bóng nhờn.
Vì thế sản phẩm cho tay da này cần lựa chọn thành phần vừa có chất dưỡng ẩm, nhưng cũng phải chọn loại không tạo nhân mụn. Nên lựa chọn các sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu nhẹ như serum dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da nhẹ có các thành phần thân thiện, không gây kích ứng hoặc kích thích tuyến bã nhờn hoạt động nhiều hơn. Cụ thể, nên chọn các sản phẩm dưỡng ẩm có thành phần hyaluronic acid siêu nhẹ, glycerin, lô hội và squalene. Cần tránh xa các sản phẩm dưỡng da có chứa dầu khoáng, bơ cacao, lanolin và mỡ. Với da hỗn hợp thì sử dụng sản phẩm dành cho da dầu ở vùng chữ T trên khuôn mặt. Phần còn lại sử dụng sản phẩm cho da khô. 2. Làm sạch da chưa đúng. Hằng ngày, chúng ta đều phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khói bụi. Những chất ô nhiễm và vi khuẩn có thể bám sâu vào da và tích tụ dần. Nếu hằng ngày làm sạch da không đúng mà vẫn dùng sản phẩm chăm sóc da thì da sẽ không được cải thiện mà còn xấu đi và lãng phí mỹ phẩm. Do đó, bước làm sạch như tẩy trang, dù không trang điểm, sữa rửa mặt là cực kỳ quan trọng vào buổi tối. Thực hiện bước này trước khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc làm đẹp cho da mới mang lại hiệu quả tối ưu. Ngoài vệ sinh da mặt, vệ sinh cơ thể thì các dụng cụ thường xuyên làn da phải tiếp xúc như quần áo, ga gối, bông chổi trang điểm cũng cần phải được thay mới giặt sạch thường xuyên. Những đồ dùng này chứa rất nhiều vi khuẩn, nếu không được vệ sinh sạch sẽ cũng khiến bước chăm sóc da của bạn thất bại. 3. Giữ lớp trang điểm quá lâu trên da. Trang điểm là phương pháp làm đẹp được chị em sử dụng hàng ngày. Nhưng dù trang điểm nhẹ nhàng hay đậm đà thì cũng không nên giữ lớp trang điểm này quá lâu trên mặt. Bởi lớp trang điểm này sẽ làm bí tắc lỗ chân lông khiến tuyến bã nhờn không tiết ra DEOC sẽ khiến da bị khô, tổn thương, thậm chí viêm da. Vì vậy sau khi về nhà cần tẩy sạch ngay lớp trang điểm và chăm sóc da trước khi đi ngủ vào buổi tối. 4. Không thoa đủ lượng kem chống nắng. Dù ban đêm bạn có chăm sóc da tốt đến đâu nhưng nếu ban ngày sử dụng kem chống nắng không đủ thì hiệu quả mang lại cũng không cao. Để kem chống nắng phát huy tối đa công dụng bảo vệ da, ngoài lựa chọn loại kem phù hợp với tay da thì cần bôi kem đủ liều lượng, tạo ra lớp che phủ đều và dày lên da. Lượng kem chống nắng tiêu chuẩn đủ để bảo vệ da là khoảng 2mg trên cm vuông, tương đương khoảng 1 đồng xu nhỏ cho toàn bộ vùng da mặt. Với người làm việc văn phòng, sử dụng nhiều máy tính thì cần thoa lại kem vào giữa trưa để hạn chế tác động từ ánh sáng xanh của máy tính, điện thoại ảnh hưởng đến làn da. Người làm việc ngoài trời thì sau mỗi 2 đến 3 giờ thoa lại kem chống nắng một lần. Khi thời tiết lạnh, ánh nắng mặt trời yếu ớt, thường chúng ta bỏ qua hoặc quên bước dùng kem chống nắng. Nhưng chính lúc này thì các tia UVA, UVB vẫn có thể xuyên qua được đám mây, phản chiếu trên nước, bê tông và cát, xuyên qua cửa kính và ảnh hưởng đến làn da. Vì thế, vẫn nên thường xuyên sử dụng kem chống nắng trên mặt và các vùng da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ngay cả khi trời âm u. 5. Đắp mặt nạ quá thường xuyên. Đắp mặt nạ là bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da nhưng không nên lạm dụng. Với thời tiết bình thường, chúng ta có thể đắp mặt nạ 2 lần tuần, mùa hanh khô cũng chỉ 3 lần tuần. Tùy loại mặt nạ có thể đắp trong khoảng thời gian 20 đến 30 phút. Kể cả mặt nạ giấy cũng không nên đắp quá 30 phút vì có thể khiến da dễ bị kích ứng. Nếu lạm dụng mặt nạ quá thường xuyên cũng như rửa mặt quá nhiều sẽ gây ra những hậu quả như da mất đi lớp dầu bảo vệ, khiến da trở nên dễ kích ứng và tổn thương, gây nên tình trạng thừa ẩm, bít lỗ chân lông, tạo điều kiện thuận lợi để mụn ẩn phát triển. Da dễ bắt nắng hơn, dễ kích ứng hơn. 6. Bỏ qua chế độ dinh dưỡng. Nếu bạn muốn cải thiện làn da mà chỉ thực hiện các bước chăm sóc da và bỏ qua chế độ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng thì hiệu quả làm đẹp cũng không cao. Các sản phẩm chăm sóc da dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ giúp chăm sóc da từ bên ngoài. Một chế độ ăn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng là bước quan trọng chăm sóc da từ bên trong. Chế độ ăn nên loại bỏ các loại thực phẩm gây hại cho da như đồ cay nóng, chất kích thích, thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, chế biến sẵn. Nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, bổ sung đủ protein, vitamin A, B, C, D, E và các khoáng chất. Uống vừa đủ nước, 2 đến 2,5 lần ngày, không nên để khát mới uống hoặc uống nhưng cũng không nên uống quá nhiều nước mỗi ngày.